caro dạng đuôi cá ha, dài nha, mình mặc là nó ngang giữa bắp chuối của mình luôn ha. Mẫu này là thích hợp cho mấy bạn 1m6, 1m7 mặc thì sẽ đẹp nha, 1m8 mặc cũng ok luôn, 1m8 mặc chiếc đầm cũng ok luôn nha. Đầm là dạng giống như là nó có bèo trên đây nè, dạng như phong cách vintage cổ điển, nó dành cho mấy bạn mà thích phong cách cổ điển nha. Tay là tay bo chun ha, tay bo chun hay tay phòng nha, mặc rất là thoải mái, thun có dạng thun rất là mềm ha, rất là thoải mái luôn nha. Và ở đây là tặng kèm một chiếc kênh lịch ha, mình thích thắt cũng được, mình thắt mình cứ tháo ra, mình không thắt nơi cũng được nha. Phía sau cũng quay lại cho bạn nha. Mẫu này hàng về là có hai size ha, XL và 2X nha, là từ 60 tới 80 kg mặc được ha. Giá của bộ này là 350.000 một chiếc nha. Và đây là khi mà mình xả chiếc jean